về tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tỷ của đi thai người đừng tiếc. Theo tử vi tháng 5 âm lịch năm giáp thìn 2024 có nói sự mất mát của cải trong tháng này cũng là vì gánh hạn thai bàn, đừng tiếc nuối về những thứ đã mất. Mặc dù gặp nhiều rắc rối về mặt tiền bạc của cải do trại hào hùng tình ảm hại nhưng trời cao cỏ mắt những chú chuột hoàn toàn có thể yên tâm rằng mình có thể vượt qua mọi phận hạn nhờ các tinh chạy thần hỗ trợ khi bước sang tháng 5 âm lịch này là tháng để nâng cao quyền lực và địa vị của bạn và đã đến lúc người tuổi tỷ thể hiện năng lực của mình để những kẻ đặc điều nói xấu về bạn phải im lặng trong sự xấu hổ Tháng 5 âm lịch không khuyến khích đường sổ mạnh miệng tranh cãi sổ xét với bất cứ ai, vì làm như vậy khiến cho bản thân tổn phước, mất đi vận may rất nhanh. Hãy sống lương thiện, nhân ái, trời cao có mắt, ác xẻ an bài cho bạn nhận hưởng đi tốt nhất. Sự mất mát của cải trong tháng này cũng là vì gánh hàng thai bạn, đừng tiếc nuối vì những thứ đã mất xem tử vi tháng năm âm lịch năm 2024 cho con giáp người tuổi tỷ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng cành ngọ, một tháng đầy thử thách đối với những người sanh năm tỷ. Trong tháng này, con giáp người tuổi tỷ luôn phải tỉnh táo và lạc quan, dũng cảm đối mặt với nhiều thử thách và cơ hội khác nhau trong cuộc sống. Chỉ bằng cách dũng cảm đối mặt và không ngại khó khăn, chúng ta mới có thể nổi bật trong môi trường cạnh tranh cao và đạt được thành công lớn hơn. Tử vi hãng năm âm lịch nhắc nhở người tuổi tỷ cần phải duy trì thái độ làm việc khiêm tốn, thực dụng và không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn. Bạn không thể tránh khỏi những sai sót bất ngờ trong công việc. Nhiều người chắc chắn sẽ hoảng loạn và bỏ rỗi rồi tục ý chỉ, nhưng bạn cần phải tự động viên bản thân và không được bi quan thì mới thoát được ải thử thách trong tháng 5 âm lịch này. Đầu tháng không nên đầu tư làm ăn lẫn, không đi đường quá xa, không lui đến những nơi có âm khí nặng vì rất ảnh hưởng tới vận khí của bản thân. 2 luận về phương diện tài chính. Điều đầu tiên phải nổi cho những chú chuột biết là con đường tài lộc của bản mệnh trong tháng 5, đó là tháng này bạn đừng mong tích cực nhiều tiền, giữ được tiền là ổn định bên cạnh mình là đã là phước lắm rồi. Có thể nói tháng 5 cực kỳ nhiều biến động về tiền đối với những chủ chuột sẽ có nhiều vấn đề phức tạp xảy đến bất ngờ liên quan tới gia đạo, khiến cho bạn phải rút tiền tiết kiệm hoặc bản vàng để lo liệu. Các bạn trẻ có thể cân nhắc tìm kiếm một phương pháp đầu tư ổn định, kiểm soát ham muốn tiêu dùng của mình, bớt mua hàng trên mạng để cuối tháng không phải đi vay mượn người khác. Bạn nào mới mua xe thì nên bảo quản cẩn thận khi mang xe ra ngoài đường, coi chừng mất trộm. Ai sắp mua nhà, mua đất thì nên nhờ người thân tư vấn ý kiến để không bị mắc bẫy kẻ xấu. Tiền chứ không phải rác nên phải cứ việc gì liên quan tới tiền đều phải cẩn thận từng chút một. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo với những người sanh năm tỷ còn độc thân, khi bước sang tháng canh ngọ sẽ là thời điểm thích hợp để dũng cảm theo đuổi tình yêu. Họ nên mở lòng, dũng cảm bày tỏ tình cảm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và kết bạn mới với người khác giới. Còn những ai đã có bạn đời cần giao tiếp nhiều hơn để nâng cao sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, đồng thời cùng nhau tạo nên bầu không khí lãng mạn về tình yêu để trở nên ngọt ngào và bền chặt hơn. Nhắc nhở những bạn nữ đã lập gia đình nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, dù phát hiện nửa kia không trung thủy như kỳ vọng. Nhưng bạn có làm ầm lên thì cũng chẳng giải quyết được điều gì. Đầu lại vào đó, việc các bạn nên làm vào tháng này đó là chăm hành thiện và yêu thương bạn thân mình, chăm lo cho con cái thay vì để tâm tới những sai sót của nửa kia. Có như thế, người ấy mới nể bạn và không giảm làm gì quả đáng với bạn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Mặt sức khỏe của người tuổi tỷ đặc biệt cần chú ý tới thói quen ăn uống, duy trì lịch trình tập thể dục, thể thao đều đặn, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời và ít ăn đồ dầu mỡ. Đồng thời, người tuổi tỷ cũng cần phải chú ý tới sức khỏe tinh thần của mình, duy trì thái độ tốt, tránh lo lắng, căng thẳng quá mức, kẹo những bệnh liên quan tới thần kinh lại tái phát. Chỉ với sự cân bằng lành mạnh giữa cơ thể và tâm trí, những chú chuột mới đủ sức đề đổi mặt tốt hơn với những thử thách của cuộc sống. Đừng tiếc tiền đầu tư cho sức khỏe. Cẩm này vượng vận cho từng tuổi tỷ vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi mậu tỷ mệnh hỏa, năm sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, tiền bạc hao tổn nhiều, chuyện gì cũng đến tay mình lo liệu. Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi thân, tiểu nhân tuổi dậu, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cam. 2. Tuổi canh tý sinh năm 1960, mệnh thổ. Nam sao thổ tủ, nữ sao phân ngẩn, khẩu quyết. Sổ vất vả lúc nào cũng phải bồn ba, lăn lộn với công việc quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi thân tiểu nhân tuổi mão tuổi mùi màu sắc may mắn màu xám màu nâu ba tuổi nhâm tỵ sinh năm 1972 mệnh mộc năm sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết không nên vội vàng tin lời kẻ khác coi chừng mất tiền quý nhân phù trợ tuổi hại tuổi thân tiểu nhân tuổi giàu tuổi mão màu sắc may mắn màu đen màu xanh lá bốn tuổi chấp tỷ, mệnh kim, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Hãy hạn chế nghe người ngoài đồn đoạn linh tinh. Quý nhân phù trợ, tuổi hài, tuổi sậu, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh dương. Năm, tuổi bính tỵ sinh năm 1996, mệnh thủy. Nam sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết. Tâm trạng không được ổn định, nhiều lúc hay nghĩ bi quan một cách đáng sợ. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu ghi. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sửu sức khỏe đi xuống làm không thấy dư. Tử vi tháng 5 âm lịch cho biết Người tuổi sủ gặp khá nhiều nguy hiểm liên quan tới vấn đề sức khỏe lẫn công việc, lại thêm ảnh hưởng của tiểu hao nên tiền vào bao nhiêu thì hết bảy nhiêu. Nếu bản mệnh thấy sức khỏe của bản thân đi xuống hoặc gặp phải những chuyện không đâu thì cũng có những điều dễ hiểu Vi hẹn đã đến thì không ai cản được. Điều quan trọng là con giáp này có dám đối diện hay không mà thôi bản thân vẫn còn yên ổn là điều đáng mừng nhất rồi. Người tuổi sủ giữ thái độ khoan dung, tôn trọng ý kiến của người khác và tránh những tranh chấp không đáng có với mọi người. Nóng giận làm hỏng mọi việc ngày tức khắc. Bằng cách tử tế với người khác, bạn có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên suôn sẻ hơn và tránh được nhiều tai họa ập tới. Còn giáp người tuổi sửu cần phải chủ động đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống, giữ thái độ lạc quan, dũng cảm, đối mặt với thử thách, tin vào khả năng và trí tệ bản thân, tin rằng mọi chuyện sẽ tiến về phía trước. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sổ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp, Thiên hình, hùng tình nhắc nhở những chú trâu cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân xung quanh mình, thậm chí sẽ phải nghe những lời phù khổng vô căn cứ, nhưng bạn vẫn phải nhẫn nhịn để cho công việc được tốt đẹp và tránh ánh nhìn của sếp trên. Bạn nào mới dẫn thân vào công việc buôn bán bất động sản cần phải chú ý nội dung chi tiết của hợp đồng kỹ với khách coi chân bị lừa hoặc bị lật kèo vào phút chót. Khoảng giữa cuối tháng e rằng sẽ có nhiều chuyện bất ngờ khiến cho công việc bị thay đổi, việc dễ bị đổ oan hoặc chèn ép khi đi làm là điều khó tránh, cần có những biện pháp để phòng tránh từ giờ hạn chế buôn chuyện càng nhiều càng tốt. Không ai phủ nhận những chú trâu là người thông minh chăm chỉ nhưng lại vì ý chỉ quá kiên cường, đôi khi có phần cao ngạo, ăn nói lấn ác người khác nên rất dễ rơi vào những cuộc tranh đấu không đoạn định trước. Đặc biệt là với các bạn trẻ, hãy cẩn thận cách ăn nói của mình. 2. Vận trình tài lộc theo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024, đối với con giáp người tuổi sửu, tiền vào rồi lại ra nhanh như chớp, thêm ảnh hưởng xấu của tiểu hao, nên những chủ trâu cũng không thể tích góp được nhiều tiền bạc trong tháng năm âm lịch này. Thẳng canh ngọ, thời tiết khiến bạn cảm thấy đỡ mệt hơn. Nhưng khi đi xa thì nhiều người cần phải thận trọng nhiều hơn trong vấn đề di chuyển, coi chừng hậm hốc xe cộ, mất tiền oan vì sửa xe ở nơi không uy tín bị công an giao thông phạt lỗi hoặc bị mất vị tiền. Tháng này chi tiêu nhiều hơn và cũng có những khoản chi ngoài dự tính, không nên đầu tư những quy mô lớn rất dễ mắc kẹt khó tìm lối thoát cho bản thân dẫn tới bị bách phải vay mượn trong nhà người thân. Ai muốn mua đất mua nhà khoan vội trong tháng năm âm lịch này hãy chờ đến lúc khác thì tháng này bạn mua rất dễ bị hở giá gặp khó khăn trong việc làm sổ đỏ giấy tờ mua bán khiến bản thân phải bỏ ra số tiền lớn để giải quyết cho xong việc. Bạn nào làm trong ngành vận chuyển hoặc buôn bán hàng số lượng nhỏ cũng nên cất tiền cẩn thận kẹo đánh rơi tiền trên đường đi hoặc là mất hàng hóa có giá trị lớn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo những bạn mới quan tâm chuyện tình cảm thì cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với những người lạ, không nên quá nóng vội tiến tới việc hẹn hò, hứa hẹn chuyện này chuyện kia với nhau đầu tháng nếu có kế hoạch trang trí sửa chữa lớn thì nên cẩn trọng coi chừng vợ chồng lại cãi cò nhau to tiếng ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình hàng xóm lãng giềng nghe được lại nói ra nói vào chú ý khi tham gia giao thông cũng cần phải tránh uống rượu bia, tránh xung đột đấu khẩu với người khác, kẹo dẫn đến pháp lực rắc rối và tổn thời gian lẫn tiền bạc. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng năm âm lịch này nhắc nhở những chú trâu nên duy trì thói quen sinh hoạt tốt, tập thể dục thường xuyên và phù hợp, ăn uống cân bằng, giữ tâm trạng vui vẻ, tránh lo xa hay lo lắng, cẩn thận, có thời gian, tránh để bản thân suy nghĩ quá nhiều. Hãy thư giãn nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, không tham công tiếc việc khám sức khỏe định kỳ là điều cần thiết đối với bạn trong tháng 5 âm lịch này để phát hiện kịp thời các vấn đề và duy trì sức khỏe tốt. Nếu thấy trong người không khỏe có vấn đề thì nên cẩn thận đi khám sớm càng sớm càng tốt, kẹo bệnh tinh càng ngày càng nặng thêm, tổn công chạy trợ, tổn tiền mà lại không được gì cảm nang vượng vận cho tuần tuổi Sửu vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau: 1. tuổi kể Sửu mệnh hỏa năm sao kế đô nợ sao Thái Dương khẩu quyết công việc vất vả thức khuya dậy sớm thường xuyên bị đào đau đầu do bị tiền đình nhẹ quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi Tị tiểu nhân tuổi ngọ tuổi Mùi màu sắc may mắn màu đỏ màu nâu hai tuổi tần Sửu, sinh năm 1961, mệnh thổ. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Bạn cần chú ý họa từ miệng mà ra, càng nổi thì càng có họa, nên ít nổi sẽ bất họa. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu trắng. 3. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh Mộc, Nam sao kẻ đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Bạn bè chơi với nhau thần định mấy cũng không nên tin tưởng một cách hoàn toàn. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi tỷ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu đen. 4. Tuổi ất sửu, mệnh kim, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, dễ mất tiền vì những chuyện không đâu, tâm trạng chán nạn. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi tuổi mão, tiểu nhân tuổi thân tuổi dân màu sắc may mắn màu nâu màu vàng đông. năm tuổi đinh sửu năm 1997 mệnh thủy năm sao la hầu nữ sao kế đô khẩu quyết cẩn thận bị người khác lừa tình, yêu đương phải coi chừng kẻ thứ ba quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tý tiểu nhân tuổi ngọ tuổi giàu màu sắc may mắn màu hồng màu tím Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dân, chậm mà chắc, cẩn thận bạn bè. Tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy tháng này ngũ quỷ bao trước vận trình không mấy dễ dàng đối với những chủ hộ trong tháng 5 âm lịch này. Ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ bảo trước vận trình không mấy dễ dàng đối với những người sanh năm dân. Bạn rất dễ rơi vào những cuộc tranh đấu không đoán định trước, có đêm bị tiểu nhân cố tình quấy phá, không cho bạn làm ăn yên ổn. Sức khỏe thời gian gần đây cũng bất ổn, nhất là những người đang mắc bệnh về xương khớp hoặc dạ dày. Đây là tháng hành bạn lên bờ xuống ruộng, kinh tế thì chưa cho phép để chài chữa bệnh khỏi hẳn nên bạn vô cùng khó chịu. Bạn cũng nên đứng lên bảo vệ bản thân khỏi những tin đồn thất thiệt bấy lâu nay phải nhẫn nhịn và hiền lành nên người khác mới được nước lẫn tới. Muốn nói sao thì nói, và giờ là lúc con giáp này phun dậy để cho họ biết mình không hề đơn giản như họ nghĩ. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Những bạn nào thất nghiệp mà đang đi xin việc thì cũng dễ bị nhà tuyển dụng đánh giá thấp, đầu đầu cũng thấy gặp khó khăn, có lẽ phải nhờ đến những mối quan hệ quen biết thì mới đạt được ý nguyện. Còn người nào làm kinh doanh nhỏ lẻ thì những gì thấy trước mắt chưa hoàn toàn tốt đẹp như bạn vẫn nghĩ. Nhiều lúc bạn còn bị đối thủ cạnh tranh qua mặt mà không hề hay biết cả tiền lương, danh tiếng của bản thân hay việc giải quyết được những tình thể trước mắt đối với bạn ở thời điểm hiện tại là điều rất khó làm. Nhiều người không biết dừng lại đúng lúc thì sai càng thêm sai. Làm gì cũng phải làm lại vài lần mới xong được việc. Trong quá trình buôn bản thì nên để ý tới khách hàng hoặc Mùi giới xem thái độ của họ ra sao, làm ăn có quy tĩnh không, cách ăn nói thế nào rồi hẳn cầm bút kỹ kết làm ăn với nhau. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng 5 âm lịch nhắc nhở người tuổi dân nhớ trao dồi, trí tài và cảm xúc của mình đừng tham lam những lợi ích nhỏ vì chúng có thể dẫn tới những tổn thất lớn. Một chút bỏ rỗi trong công việc có thể dẫn tới những sai sót trong kinh doanh, thậm chí là mất tiền phải đền bù gấp đôi số tiền đã mất. Khuyên nhận chủ hộ, làm gì cũng nên cẩn thận một chút. Đối với các bạn trẻ xanh năm dân, sẽ có những khoản chi tiêu không rõ nguyên nhân trong tháng này. Nên nhớ cập nhật kế hoạch cắt giảm chi tiêu hết mức để có thể coi chừng của tháng hết sạch cả tiền ăn đầu thẳng, bạn phải đi công tác xa hoặc xuất ngoại. Đi xa nhập hàng thì nên cẩn thận khoản tiền mặt, giấy tờ, coi chừng đánh rơi mất không tìm lại. Làm lại giấy tờ rất tốn tiền, tổn sức. Tốt nhất là kiểm tra mọi thứ thật kỹ trước khi ra ngoài và tránh đem theo nhiều tiền mặt bên mình. 3. Luận về phương diện tình cảm còn giáp người tuổi dân, bạn nên cắt đứt mọi mối quan hệ tình cảm không đúng đắn trong tháng này. Nếu không, bạn sẽ dễ rập những tranh chấp, bị đuổi ra khỏi nhà hoặc thậm chí bị tổn hại về danh tiếng. Nguyệt lệnh làm tuyệt nhắc nhở những bạn ham vui nên kiềm chế bản thân trong tháng năm âm lịch này, coi chừng gặp phải những kẻ xấu tính thích lợi dụng và lừa gạt tình cảm của bạn hãy lựa chọn những người ở cạnh vì họ hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tư duy cách suy nghĩ hành động của bạn trong thời gian tới đi với những người mang lại nụ cười cho mình chứ đừng đi với những người chỉ biết sân si với mình coi chừng bản thân cũng xấu tỉnh như họ nếu có chia tay, ly hôn, ly thân trong tháng này thì khuyên còn giáp người tuổi dân là đừng đau khổ và tiếc nuối quá lâu bởi sự rời đi này vì đây chính là cảnh cộng mới mà số phận mở ra cho bạn giúp bạn tìm được hạnh phúc tốt hơn và sống cho mình nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Người tuổi dân tháng này sức khỏe kém vì áp lực cuộc sống nên tinh thần bất ổn. Suy nghĩ lo lắng nhiều khiến cho cơn đau đầu liên tục tái diễn nhất là các bạn nữ. Dần văn phòng phải ngồi nhiều nên xem lại sườn khớp. Cổ vai gái của mình vì khả năng cao bạn dễ bị đau do ngồi quá lâu hoặc ngồi sai tư thể, không có thời gian tập thể dục. Nam mạng người tuổi dân cũng cần phải hạn chế vận động mạnh, đề phòng gặp thương tật về tay chân, đi đứng cẩn thận kẹo và vẹt hay tai nạn sẽ cộ bất ngờ. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi dân vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi canh dân, sinh năm 1950, mệnh mộc, nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Cuộc sống nhiều thăng trầm, đầu óc hay bị loạn. Quỹ nhân phù trợ, tuổi tuất tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xanh lá cây. 2. Tuổi nhâm dân, sinh năm 1962, mệnh kim, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, một vài dự định công việc không được triển khai như ý của bạn muốn. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hợi, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh dương. 3 tuổi giáp dân, sinh năm 1974, mệnh thủy, nam sao phân hẫn, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Tiên bạc không dư giả nhưng cử hay cho người khác vay mượn. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân tuổi hại tuổi thân, màu sắc may mắn màu xanh rêu, màu xám. 4. Tuổi bính dân, sinh năm 1986, mệnh hỏa. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết nhiều người đang ghen ngăn tức ở, không muốn bạn hơn họ. Quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu hồng. Năm, tuổi, màu dân, sinh năm 1998, mệnh thổ, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, dù nợ nần không hề ít nhưng vợ chồng đồng lòng cùng nhau cảnh vác. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi dần, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mão tự lo cho mình, chẳng cậy nhờ vào ai. Tháng 5 âm lịch cho thấy vận trình hung cát đang xen đối với những chú mèo. Đây là tháng có thể tin tưởng vào bản thân và có quyền hy vọng những điều may mắn. Tháng canh ngọ là tháng mọi việc đều được duy trì ổn định, nhưng nữ mệnh sẽ có lợi hơn nam mệnh trong công việc cần thận trọng đề phòng nhìn chung sự nghiệp tháng này ít có đột phá nhưng được gọi là ổn định hơn so với tháng trước phòng thải khoan thai điềm tĩnh chủ trọng môi trường sống và làm việc xung quanh mình là đặc điểm nổi bật mà người khác thấy ở còn giáp người tuổi mão nhu cầu tình cảm không nhiều, bạn thích tận hưởng cuộc sống bình yên bên những người thân yêu và chăm sóc cho quẻ bề ngoài của mình nhiều hơn. chưa bận rộn nhưng bạn có những thú vui riêng mà không ai có thể hiểu được. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp, Cơ duyên trong công việc có thể tiễn triển tốt, có quý nhân giúp đỡ, nhưng khó cầu công danh thi cử nên đừng có tham lam, sức mình làm được đến đâu thì hay đến đó, chứ đừng cổ quả coi chừng hỏng hết việc. Đầu tháng có nhiều tin vui hơn là cuối tháng, càng về cuối tháng càng khó làm ăn và gài hay gặp những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến khiến cho những chú mèo muốn làm việc gì quan trọng nên tiến hành một nửa đầu thẳng là tốt nhất. Những bạn làm quản lý hay công chức thì cần phải chú ý liêm khiết, chính công vô tư, nếu không sẽ tự hủy hoại mình, hết danh tiếng, gây dựng bẫy lâu nay, nhất là các bạn nam mệnh. Ai làm trong ngành nông sản, thủy sản hoặc buôn bạn hàng xuất nhập khẩu sẽ được che chở trong tháng này. Đáng lẽ ra bạn sẽ gặp quả lớn khiến cho công việc tuột dốc không phanh nhưng nhờ phúc phần của bản thân nên có thể thoát được. 2. Luận về phương diện tài chính Cuối tháng 5 âm lịch bạn nên quan tâm nhiều hơn tới thị trường bất động sản, thời khắc thèn trốt sẽ có thu lợi lớn, nhưng nhớ tìm người uy tín mà hợp tác có thể cắt hoa hồng cho họ thêm một chút nhưng bạn nhận được lộc lớn về sau. Tay vận tháng này trung bình, làm nhiều thì hưởng nhiều, chứ không thể trông chờ vào vận may bất ngờ ập tới. Nếu bạn đang chờ đến mọi việc, mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu thì bạn sẽ không bao giờ hưởng được mục tiêu hay kỳ vọng mà bạn đang mong muốn. Nếu như đường sổ đang chờ đợi một tin tức nào đó về tiền, thì nó sẽ đến sớm trong thời gian tới. Đây là tin tức tích cực. Đặc biệt là những bạn đang kinh doanh hoặc chuẩn bị bán đi tài sản có giá trị. Bạn nào muốn sửa sang nhà cửa, xây nhà hoặc mua xe thì nên xem ngày tốt xấu, giờ quan đạo cẩn thận và không nghe lời người ngoài nói linh tinh. Cứ im lặng bàn bạc với người thân rồi hẳn làm, càng khoe ra càng dễ mất lọc. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tình cảm có thể gặp chút biển cổ qua giai đoạn yêu đương lãng mạn hai bạn đã tỉnh tới truyền tương lai nhưng rồi lại phát hiện nhiều điểm không ổn ở đối phương nên lại cãi nhau giận dỗi trong thời gian dài. Tháng 5 âm lịch này là thời điểm một số mối quan hệ cũ đã ngừng kết nối với bạn sẽ tự tương tác trở lại. Có lẽ lần kết nối này sẽ là lúc bạn và đối phương cần phải đổi chuyện với nhau để giải quyết một số hiểu lầm hay khúc mắc trong quá khứ. Nữ màng tuổi mạo nếu sắp đón thành viên mới trong gia đình thì cử ăn no, ngủ kỹ, vô tư, chờ ngày sinh vì tổ tiên sẽ theo sau để phù hộ cho các bạn thuận lợi trong quá trình sinh nở. Nghĩ nhiều, vừa mệt đâu lại không giải quyết được việc gì cả. Nam mạng tuổi mạo nếu còn cô đơn lẻ bóng mà muốn thoát ế thì nên bớt trông chờ vào người mình đang thích, cử tập trung cho bản thân chắc chắn sẽ tìm được đối tượng ưng ý. 4. Luận về phương diện sức khỏe Ngoài ra, con giáp người tử mạo cũng nên cẩn thận với những chấn thương do tai nạn trong tháng mới. Dù chỉ đi chơi hay đi công tác cũng có thể xảy ra những tai nạn nhỏ nên bạn phải hết sức chú ý đến sự an toàn bản thân. Gia đình nào có ông bà, cha mẹ đang ốm đau lâu ngày nên chú ý đến sinh hoạt, chế độ ăn uống, sức khỏe của người già, đồng thời cố gắng không lui tới những nơi đông người coi chừng bị lây bệnh về đường hô hấp nữ mạng sẽ thấy bản thân xinh đẹp hơn, da dẻ hồng hào, đỡ mụn hơn trong tháng này. Nếu như có chế độ ăn uống lành mạnh, đi ngủ sớm, chắc chắn cơ thể sẽ cải thiện rõ rệt. Cảm nàng vượng vận cho từng tuổi mão vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi tân mão sinh năm 1951, mệnh mộc, nam sao thái dương, nữ sao thổ Tú, khẩu quyết. Tinh thần không được ổn, dễ ống vặt, không thích người khác hỏi nhiều về mình. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi hợi, tiểu nhân tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh da trời. 2. tuổi Quý Mão sinh năm 1963 mệnh Kim. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết: cuộc sống của mình đừng lấy người khác làm tiêu chuẩn để làm theo hướng của họ. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi tuất, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi tý màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá cây. 3. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết. Sức khỏe không ổn, tham công tiếc việc quá mức, cho phép. Quý nhân phù trợ tuổi hoài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu xanh lục, màu vàng. 4. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh hỏa, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hận khổ quyết. Không nên nói ra toàn bộ lời trong lòng mặc cho người ta có đáng tin thế nào. Quý nhân phù trợ tuổi tuốt, tuổi môi, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu tím. năm Tuổi kỷ mạo, sinh năm 1999, mệnh thổ. Nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết không nên đem hết tình cảm dành cho ai đó, gia đình, mẫu mũ mới là trên hết. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu be, màu xanh lá cây. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân, xui trèo mát mãi, chăm sự như ý tháng 5 âm lịch này cho thấy những chú rồng là một trong số những con giáp vận đỏ khi mà cỏ dịch mã dẫn đường cộng thêm sự đồng hành của nguyệt lệnh làm dẫn. Mọi việc trong tháng xuân sẻ như ý muốn. Người tuổi thìn biểu hiện rõ ràng mình là người cao thượng trong kinh doanh, có họ hàng bạn bè, anh em trợ giúp lẫn nhau, gặp nhiều may mắn và phát tài. Đương sổ sẽ có cơ hội trở thành nhân tài xuất sắc trong nhiều ngành nghề, có năng lực quản lý, điều hành tài chính vững vàng, có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ giám sát. Chỉ có điều, tháng 5 âm lịch này bạn khá bận rộn, vất vả, di chuyển đi lại nhiều hơn những tháng trước. Nhưng sự di chuyển này đem lại tiền bạc may mắn cho bạn, vì thế bạn đừng quá than phiền. Nhiều người thèm muốn được vất vả như bạn nhưng chẳng được. Khuyên những chú rồng hãy nỗ lực hết mình vì những gì bản thân đã đặt tâm huyết vào đó mà không một chút hỏi tiếc, càng cố gắng, càng may mắn, nhưng nếu tự ý bỏ cuộc và lười biển, sẽ rất xấu hổ và xô xẻo. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp ngư tuổi dân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp người tụ thân phải giải quyết rất nhiều việc trong tháng này, bận rộn từ sáng tới tỏi không có thời gian ăn chơi nhảy múa, không nghĩ được những việc lên tinh. Dịch mã soi sản, Hà Mỹ rằng nếu được sổ muốn trở thành người có quy quyền, lập được thành tích tốt hoặc đội hưởng kinh doanh thì nên đi nhiều và học hỏi thật nhiều, không được kiêu căng hay bảo thủ thì mới có cơ hội chuyển vận bất ngờ. Những chú rồng vốn là con người ngoan cường, lì lợm, chăm chỉ số một nên không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Việc bạn ẩm được một thành tích và may mắn lớn trong tháng này là điều rất dễ xảy ra và cũng không ai có quyền được soi mỏi thành công mà bạn đạt được. Bạn giỏi quan sát lời nói, cảm xúc, biết suy nghĩ của người khác. Trong sự nghiệp, Đừng ngần ngại tận dụng điều này để chiếm được tình cảm của mọi người, kết thêm nhiều bạn bè và có được những người bạn sẽ đứng ra bảo vệ bạn vào những thời điểm quan trọng. Tháng 5 âm lịch vô cùng tốt cho những ai sắp đi công tác xa, di chuyển chỗ việc làm, hoặc thay đổi mặt bằng kinh doanh, đi học thêm kiến thức mới, thi cử, ký kết hợp đồng với người nước ngoài, mọi việc thuận lợi hơn, bạn nghĩ nếu có một cơ hội thăng chức trong tháng này, những chú rồng phải biết nắm bắt nó thật chắc chắn vì nó sẽ giúp ích cho sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn. 2. Luận về phương diện tài chính Con giáp người tuổi thìn bướng bệnh và sẽ không dễ dàng từ bỏ những việc mình đã quyết tâm. May mắn thay, những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong tháng này một tháng năm âm lịch bận rộn với nhiều chuyển đi càng di chuyển bạn càng kiếm được nhiều tiền và thu hút thêm nhiều cơ hội làm ăn hợp tác mới mẻ chịu khó vất vả một chút sẽ gây dựng được nổi tiền Thu nhập từ việc kinh doanh buôn bán sẽ tăng dần từ thấp tới cao, trải đều trong khoảng thời gian từ đầu tháng tới cuối tháng. Bạn không cần phải sốt sẵn vì không giải quyết được việc gì cả. Việc bạn cần làm là dồn tâm huyết vào công việc và giải quyết hết rắc rối của khách thì sẽ thấy may mắn tăng dần đều. Tính cách thẳng thẳng khiến bạn đôi khi chẳng kiêng nể ai và cũng rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc nên không ai có thể trách móc bạn có vai, có trả và không muốn dựa dẫm bất cứ ai. Đó là quan điểm sống của những chú rồng. Các bạn tự lo cho bản thân và gia đình rất chu đáo. Không thiếu bất cứ thứ gì, dù chẳng sang chảnh hơn ai, nhưng mọi thứ trong cuộc sống ở mức đủ dùng. Người khác muốn tìm ra sơ hở của bạn để soi mỏi cùng rất khó. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo, về mặt tình cảm, tình yêu nảy nở mãnh liệt nhưng cũng có nhiều sự cạnh tranh. Nhưng việc bạn cần làm là ngồi yên để cho sổ phận sắp đặt. Người đến, người đi là lẽ thường tình, có ép cũng vậy cả thôi. Tháng nay, hãy chú ý sắp xếp hợp lý các vấn đề gia đình, công việc, giữ cuộc sống gia đạo luôn ngăn nắp dù bận rộn. Không để bản thân chịu áp lực quá mức ảnh hưởng tới cảm xúc cũng như các mối quan hệ cá nhân nhiều gia đình sẽ tổ chức đi du lịch cùng với các thành viên trong nhà. Điều này giúp cho các bạn được hâm nóng tình cảm, lại có thêm thời gian để chữa lành tâm hồn. Sau chuyển đi này sẽ có rất nhiều chuyện hay để nhắc lại. Bạn nào cưới hỏi hoặc cầu hôn trong tháng 5 âm lịch cũng nhận được sự ủng hộ và nhất trí từ người lớn tuổi, gia tiền trong gia đạo. Dù có một số mâu thuẫn xảy ra trước khoảnh khắc quan trọng nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi. 4. luận về phương diện sức khỏe, bước sang thẳng canh ngọ, những chú rồng nên ăn uống điều độ, tránh ăn quá nhiều vì có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, không ăn quá nhiều đồ lạnh hoặc nhiều dầu mỡ. Phụ nữ nên chú ý hơn tới sức khỏe của mình, đừng sẽ chuyện bé ra chuyện to, tốt nhất là bơ đi để sống. Thì đầu óc sẽ thảnh thơi, bớt được các bệnh liên quan tới thần kinh và dạ dày. Nhà nào có trẻ nhỏ thì nên hạn chế cho trẻ uống nước đá hoặc đồ ăn lạnh quá nhiều trong tháng hè này. Thời tiết oi bức, dù không mấy dễ chịu, phải dùng đồ lạnh để giải khát nhưng dùng nhiều quả sẽ ảnh hưởng tới cổ họng và phổi của trẻ em. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. Một Tuổi nhâm thân, sinh năm 1952, mệnh thủy, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khổ quyết, hại chú ý chấp hành luật giao thông khi lái xe trong tháng này. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi tỷ, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu xám. 2. tuổi giáp thân, sinh năm 1964 mệnh hỏa, năm sao la hầu, nợ sao kẻ đô, khẩu quyết sức khỏe đang dần ổn định hơn, dành thời gian học hỏi thêm kiến thức. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi dân, tiểu nhân tuổi mão tuổi hài, màu sắc may mắn, màu be, màu vàng. 3. Tuổi Bính Thân Mệnh Thổ Nam Sao Thái Bạch Nữ Sao Thái Âm Khẩu Quyết Chỉ tập trung lo cho bản thân và gia đình, không có thời gian nghĩ tới việc khác. Quý nhân phù trợ tuổi ngoài, tuổi giàu, tiểu nhân tuổi môi tuổi tỷ màu sắc may mắn, màu đỏ đô, màu vàng. 4. Tuổi Mậu Thân Sinh năm 1988 Mệnh Mộc Nam Sao La Hầu Nữ Sao Kể Đô Khẩu Quyết bận rộn nhiều việc lớn từ cơ quan tới nhà. Vất vả nhưng cũng hạnh phúc. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân tuổi thân, tuổi môi màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu tím. Năm tuổi canh thân, sinh năm 2000, mệnh kim. Nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Hãy giữ lại những mối quan hệ đem lại cho bạn nụ cười, ai không tốt thì đừng ngần ngại chia tay quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hợi tiểu nhân tuổi tý tuổi mùi màu sắc may mắn màu nâu màu xanh lam tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỵ sẽ có tình vui mới tìm về Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 dự báo có nhiều tin tức mới và những chuyển biển tích cực may mắn sẽ tìm đến với người sanh năm tỵ trong tháng 5 âm lịch này nhờ có Thái Dương trợ mệnh. Nhiều các tin hội chiếu nên vận mệnh của những ai sanh năm tỵ trong tháng 5 âm lịch sẽ rất phát triển, nhất là trong cuộc sống có cơ hội gặp được quý nhân cao hơn hẳn những tháng trước đó mọi việc đều trôi chảy hơn cả mong đợi. Khó khăn không hề đáng sợ, việc lớn có thể biến thành chuyện nhỏ, đồng thời có cơ hội tạo dựng nên một cuộc sống hoàn toàn mới cho bản thân và gia đình. Nhắc các bạn trẻ tuổi nên khiêm tốn và thận trọng trong việc đối xử, ăn nói với người ngoài, không nên quá kiêu ngạo, hống hách, nếu không sẽ dễ dẫn tới người ta ghét bạn và khiến bạn gặp rắc rối thẳng canh ngọ, bạn có nhiều năng lượng và sức khỏe cũng như thời gian rảnh để giải quyết nốt những việc gây ra ẩm ức cho bản thân bảy lâu nay. Cử tình vào nhân hỏa và sự phù trợ của các các tinh. Chắc chắn con giáp người tuổi Tỵ sẽ sớm thoát khỏi cảnh vất vả và tiến tới tương lai tươi sáng hơn. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng 5 âm lịch, những ai sinh năm Tỵ nỗ lực rất nhiều trong sự nghiệp, có thể dễ dàng xử lý các công việc phức tạp, thể hiện khả năng vượt trội với đồng nghiệp và người giám sát đồng thời nâng cao hơn nữa tầm ảnh hưởng của mình trong công việc. Nhiều người còn trẻ tuổi nhưng có kỹ năng lãnh đạo vô cùng xuất sắc, biết phân chia công việc với đồng nghiệp, xây dựng mỗi quan hệ làm việc nhẫm, tốt và phát huy tối đa năng sức của bộ phận. Bản chất của sao Thái Dương chính là ánh sáng, vì vậy mà gia chủ sanh năm tỵ khi bước sang tháng 5 âm lịch cần làm ăn quan minh chính đại, chính trực và ngay thẳng không được làm ăn gian dối hay lừa lọc người khác. Nếu bạn cố tình đi đường tắt lương lẹo và khôn lỗi trong công việc thì sẽ gặp hòa, hao tổn sức lực và gặp nhiều trắc trở bất ngờ. Tốt nhất là cố gắng từ từ dùng năng lực và kinh nghiệm của bản thân để giải quyết công việc thì lộc lã mới về đến tay bạn. Kể cả những người dở trò với bạn trong quá trình hợp tác làm ăn chung cũng sẽ gặp quả báo trong tháng 5 âm lịch này do nhân quả tháng này vận hành rất nhanh. 2. Luận về phương diện tài chính Tiền tài của những ai sanh năm tỵ dồi dào, dò. nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bạn là người có lý trí, việc nào ra việc đó nên ít gặp những rắc rỗi về tiền bạc trong tháng 5 âm lịch. Ngươi tuổi tỵ đặc biệt là năm mệnh tháng này dồi dào tình lực. Không để ý tới tiểu tiết lạc vặt giỏi giao tiếp thích thể hiện tinh thần. Bản thân nên thu hút được nhiều mỗi làm ăn lớn có lợi cho con đường làm giàu của bản thân. Ánh sáng của lọc lá chiếu tử phía ngươi tuổi tỵ trong thời gian tới. Vì thế bạn nên tranh thủ cơ hội này mà giải quyết hết nợ năng và sắm sửa thêm nội thất mới của nhà cửa mua xe hoặc mua đất đầu tư làm ăn vì cực kỳ có lọc. Bạn nào chuẩn bị kinh doanh hoặc đang kinh doanh mà muốn cầu tài cầu lọc, thu hút khách hàng, cải thiện vận xôi thì nên thành tâm làm việc thiện hoặc chào chuốt cho bàn thờ, ông công, ông đẻ, thật tốt, để thấy phép lạ tìm tới. Nếu tháng nay bạn phải đi nhiều thì cũng đừng so đo tính toán làm gì cả. Cho đi là bạn đang làm phước gánh hạn cho chính mình. Tâm hoan hỷ rộng lượng với thất thảy mọi chúng sanh thì sẽ ăn nên làm ra. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Người tuổi tỵ tính tình chân thật, xử lý theo tình cảm nhưng rất vất vả lại thiếu duyên với người khác giới nên khi bước sang tháng canh ngọ chưa tìm thấy tin vui trong chuyện tình cảm đôi lửa xuất hiện cần phải kiên nhẫn cho thêm thời gian tới nữ mệnh thì dễ khắc khẩu với cha mẹ vì những vấn đề còn con, đôi lúc do áp lực cuộc sống nên bạn khá nóng tính và hay trút giận lên người thân nên xem lại đặc điểm tính cách không mấy tốt đẹp này. Nếu sống cởi mở và bớt khó chịu, người tuổi tỵ có thể nhận được những góp ý mang tính xây dựng để bạn có thể giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ hơn, cân bằng gia đình và cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Nam mệnh Vượng Duyên dễ tìm được đối tượng ưng ý khiến cho bản thân phải bỏ nhiều công sức ra để đeo đuổi, nhưng cũng nên giữ cái đau lành và không bảo thủ thì mới nên được duyên lành. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng 5 âm lịch này, bạn dễ mắc bệnh về mắt, đau đầu, thần kinh suy nhược, bệnh tim, huyết áp. Làm gì cũng nên ngủ đủ giấc, ăn uống tử tế, chứa đừng sống buông thả, thức khuya, nghĩ về những chuyện không đáng. Tình vui là tháng này cực kỳ may mắn cho các bạn nữ sắp sinh nở hoặc muốn kiếm thêm con, nhận con nuôi, được tổ tiên che chở nên mọi việc đều xui trèo mát mãi. Cuối tháng 5, do công việc quá bận rộn nên người tuổi tỵ rơi vào trạng thái kẹt sức, căng thẳng kéo dài khuyên bạn bớt chút tiền bạc, sắp xếp một kỳ nghỉ ngắn hạn để thư giãn trò chuyện cùng bạn bè, người thân để xây dựng lại tinh thần. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi quỷ tỵ sinh năm 1953, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. sống tình cảm nhưng lại không biết thể hiện ra bên ngoài, dễ bị hiểu lầm. Quý nhân phù trợ tuổi hại, tuổi thân, tiểu nhân tuổi môi, tuổi mão, màu sắc may mắn màu xám, màu đen. 2. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 mệnh hỏa, nam sao phân hấn, nữ sao la hầu, khẩu quyết, đưa ra những quyết định sản xuất thay đổi cả cuộc đời. Quý nhân phù trợ tuổi hại, tuổi ngọ, tiểu nhân tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn màu tím, màu hồng. 3 tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Tài chính, khởi sắc, lọc lá, có thừa, không phải suy nghĩ quá nhiều. Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi thân. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, mệnh mộc. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết hơi khó tính nhưng được việc cẩn thận trong mọi việc từ lớn tới nhỏ. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi tốt, tiểu nhân tuổi dần, tuổi hài, màu sắc may mắn màu đỏ, màu cam. Năm tuổi tân tỵ sinh năm 2001 mệnh kim nam sao vân hưởng nữ sao la hầu khẩu quyết không thích ép buộc trong chuyện tình cảm thích để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi môi tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ, sổ lẫn đần, đầu tháng khó được lọc. Theo tử vi tháng 5 âm lịch thì âm sát hung tinh khiến cho những ai sanh năm ngọ, lẫn đận lao đao trong cả tháng trời mà không biết tìm lỗi thoát. Tử vi tháng 5 âm lịch cho biết nguyệt lệnh mộc dục gây ảnh hưởng mạnh đến tình cảm, hôn nhân, sự nghiệp và tiền tài của đường số tuổi ngọ. Bên cạnh đó, hung tình ám sát khiến cho người xanh năm ngựa, lận đận, lao đao trong cả tháng trời mà không biết tìm ra lối thoát. Người xanh năm ngọ khá chú trọng tới vẻ bề ngoài và luôn khao khát được đáp ứng rất tất cả các nhu cầu mong ước của bản thân. Đặc biệt là mặt tình cảm, tâm sinh lý nhưng có vẻ như đời không như là mơ nên bạn cũng thất vọng rất nhiều lần. Sổ bất định và nông nổi dễ tạo ra khoảng cách với những người thân trong gia đình, họ hàng và không được lòng những người xung quanh do lỗi sống lập dị mới lạ và từ đó cũng khó tạo được mối quan hệ tốt dẫn tới cuộc sống khó khăn. Đường công việc là điểm nổi bật trong tháng này nhưng nổi theo nghĩa tiêu cực. Nhiều tiểu nhân đối thủ mạnh đang nhầm ngõ bạn và muốn cạnh khỏe với bạn. Người tuổi ngọ nên cẩn thận trong mọi việc, từ việc nhà tới việc cơ quan thì mới mong cuộc sống được yên ổn phần nào. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của người sanh năm ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một, luận về phương diện công danh sự nghiệp bạn nên chú ý tới những mối quan hệ xung quanh mình trong tháng này, đặc biệt là những người có tỉnh hay tộc mạch soi mỗi người khác. Họ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, bản chất vẫn là người xấu tính, hợp tác làm ăn chung rất nguy hiểm. Tuổi ngọ tháng này không kiên định, dễ lung lai trước những lời góp ý của những người xung quanh. Từ đó công việc rõ như tơ vò, thành một mỡ hỗn độn, không có hồi kết. Quyên bạn nên nghe theo ý kiến của bản thân và không nghe lời người khác sủi bậy, coi chừng mất hết cả chi lặng trai. Nếu bạn vội vàng đạt được kết quả nhanh chóng, bạn sẽ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Đừng nóng nại trước những vấn đề mâu thuẫn đã tích tụ trong quá khứ. Chỉ cần bạn có đủ kiên nhẫn và kiên trì để giải quyết thì mọi chuyện sẽ được xoay chuyển. Để ngăn chặn những hậu quả ngoài ý muốn, chỉ cần cẩn thận trong từng bước đi, chú ý mọi việc và bảo vệ bản thân một cách khôn ngoan, bạn mới có thể biến nguy hiểm thành an toàn. Những chuyện đã định trước sẽ thay đổi đột ngột. Lúc này, người tuổi ngọ nên bình tĩnh giải quyết, đừng hung hăng dựa quyền lực, gây chuyện để tránh thêm những rắc rối về sau. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng này khuyên người tuổi Ngọ đừng ngại thay đổi, đừng chối bỏ cái mới, nhưng phải có chính kiến của riêng mình và không chạy theo đám đông. Khi cần được đưa ra lựa chọn hãy tham khảo ý kiến của những người thân trong gia đình, đặc biệt là những chuyện liên quan tới kiện cáo, đất đai, mua bán hàng hóa. Xuất hiện của Thái Tuế cũng nhắc nhở còn giáp người tuổi ngọ coi chừng mất tiền oan vì những kẻ sống không biết điều, giúp người ta không được lời cảm ơn tử tế lại còn rước bực vào thân. Ai đi xa du lịch, chơi bời, làm ăn hoặc xuất ngoại vì nhiều mục đích khác nhau, đừng đặt vẽ sớm coi chừng gặp phải biển phải hủy vẽ, tổn rất nhiều tiền và thời gian. Nếu có giấy tờ quan trọng cần làm liên quan tới công việc, gia đình thì nên hạn chế làm trong tháng này, rất dễ bị chèn ép và mất tiền oan. Nên nhờ người có uy tín làm hồ họ sẽ chỉ đường cho bạn hoặc giúp bạn tránh được rắc rối. Cuối tháng 5 âm lịch này, bạn có thể tìm ra giải pháp cho hầu hết các vấn đề được giải quyết tạm thời thì sẽ có chuyển biến tốt hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Gia đạo có nhiều bất ổn, các bậc làm cha làm mẹ, tâm trạng u sâu, mệt mỏi, không thoải mái khi nói chuyện với con cái, nhiều lúc chỉ muốn được ở một mình để không phải lo nghĩ cho con cái. Người tuổi ngọ phải luôn nhắc nhở bản thân không nên vững vào rắc rối, phải cởi mở, không bị ảm ảnh bởi những điều được mất trước mắt cũng như không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới sự tương tác với người khác. Bạn không thể cứ thù hằn, giận dỗi người khác chỉ vì một vài chuyện lặt vặt. Điều này sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa các cá nhân và không tốt cho bạn trong tương lai. Các bạn nữ đang có người yêu mà còn dây dưa với người yêu cũ thì nên dứt khoát càng sớm càng tốt. Nếu không, sẽ có cãi vã lớn xảy ra càng ngày càng căng thẳng và đổ bệ trong thời gian tới đây. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng 5, âm lịch vì dễ gặp chuyện rắc rối như mất tiền, mất việc, cãi vã với người khác nên tâm trạng của bạn tụt dốc không phanh, dễ mất ngủ và bị trào ngược, đau dạ dày, ngủ không sâu giấc. Tránh xa những nơi có sông sâu hoặc lửa lớn vật sắc nhọn kẹo vững vào hòa huyết quan gây tổn hại đến thể chất, đặc biệt là những người đang có sức khỏe kém. Nhà nào có xe cộ, ô tô thì nên cẩn thận khi đi lại coi chừng và vẹt đụng chạm trúng người khác hoặc bị chính xe của mình làm tổn thương. Tốt nhất là lái xe cẩn thận và nói không với rượu bia khi lái xe. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 mệnh kim, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch khẩu quyết. Tính cách hơi lạnh lùng, dễ bị người khác ghét ra mặt. Quý nhân phù trợ tuổi hoài, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi tỳ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu be. 2 tuổi bính ngọ sinh năm 1966 mệnh thủy nam sao thái dương nữ sao thổ tổ khẩu quyết không nên hấp tấp trong những việc liên quan tới tài sản tiền bạc quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi Thìn tiểu nhân tuổi hại tuổi dân màu sắc may mắn màu xanh lá màu hồng 3. tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 mệnh hỏa nam sao thổ tổ nữ sao Vân hưởng khẩu quyết Dễ gặp phải quan gia ngọ hẹp, ghét nhau, không nổi nên lời. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi sửu, tiểu nhân, tuổi mạo, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu tím, màu đỏ. 4. Tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, mệnh thổ. Nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết. Cẩn thận trong các mối làm ăn chung, coi chừng bị lừa gạt. Quý nhân phù trợ tuổi dậu, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dần màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. Năm tuổi nhâm ngọ sinh năm 2002, mệnh mộc, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết, chú ý chuyện học hành, tiền bạc đừng chủ quan. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi dân, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu cam, màu nâu. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mùi, sức khỏe kém hẳn, lo xa, quá mức. Dự đoán tử vi tháng 5 âm lịch của người tuổi mùi cho thấy con giáp này có nhiều tâm tư và phiền muộn trong tháng mới do ảnh hưởng từ thiên nguyệt. Gương mặt lúc nào cũng căng thẳng và khó chịu, sức khỏe bất ổn. May mắn là có bách việc đồng hành trên con đường công việc cũng ít bị ảnh hưởng, không có sóng gió. Từ đầu tháng mới đương số đã cảm thấy bất ổn và không gặp nhiều may mắn. Có những chuyện nghĩ không thông nhưng không tìm được ai giúp đỡ để giải quyết và suốt ngày chìm trong trạng thái u sâu. Một số người sẽ tốn thời gian tiền bạc để lo cho con đường sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình, đau ẩm, hành hạ liên miên, vật vờ suốt cả tháng, không có nhiều năng lượng để chiến đấu. Nếu gặp chuyện vui hoặc có thành tích lớn thì người tuổi mùi không nên vội vàng khoe ra coi chừng mất lọc, cử âm thầm mà cố gắng thì mới duy trì được may mắn lâu dài, nhất là trong công việc cũng như tiền bạc. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Bạn rất dễ phải đối mặt với những thay đổi trong môi trường làm việc và cuộc sống. Có thể con giáp này cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng nếu bạn đối mặt với những thái độ qua nhã và từ tổn, chắc chắn sẽ thoát được nhiều nạn lớn. Bách việc so sáng nên người tuổi mùi rất có duyên với chuyện thi cử, sinh việc, học hành, chức quyền, mọi vấn đề liên quan tới những việc này đều cực kỳ đỏ vận trong tháng 5 âm lịch. Nhắc nhở bạn thành thật với cảm xúc bên trong của mình, dù đối mặt với điều gì thì cũng đừng trốn tránh hay dũng cảm chấp nhận nó, tức là phải hợp tác với người khác để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Hãy tin rằng ánh sáng vẫn sẽ xuất hiện trong bóng tối, sự kiên trì của bạn sẽ sớm được đền đáp, nên đừng thấy khó mà bỏ cuộc. Người khác không làm được, nhưng tuổi mùi sẽ làm được. Nửa của tháng khả năng cao nhiều bạn học sinh sẽ nhận được tin tức tốt liên quan tới thi cử. Những người đang làm việc sẽ có những thành tích tốt vượt trội hơn hẳn so với tháng trước, đem lại cho bản thân tiên hy vọng mới lẻ sáng. 2. Luận về phương diện tài chính Thẳng canh ngọ Ngươi tuổi mùi Đừng mong bản thân sẽ tích lũy được nhiều tiền tài mà thay vào đó bạn nên nghĩ rằng chỉ cần cuộc sống ổn định không vững vào họa mất tiền mất của oan ức là may mắn lớn rồi Nếu bản mệnh càng tham lam thì càng mất mát nhiều Vào thời điểm như thế này tốt nhất tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời mình những người làm kinh doanh buôn bản trong thản canh ngọ không nên mê tỉnh dị đoan quả mức. Thay vào đó, bạn nên tin vào những phúc phẩm của bản thân và âm thầm tìm ra giải pháp thay đổi đổi tác làm ăn hoặc đẩy mạnh quảng cáo hàng hóa thì mới có tiền về lời khuyên đối với những người tuổi môi, càng trẻ tuổi thì càng nên kiên trì khiêm tốn Nghe lời của người nhà khuyên bảo, đừng mơ mộng những chuyện làm giàu sau một đêm kẹo bị vướng vào những cảm bẫy tiền bạc lớn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Trong tháng 5 âm lịch này, những chủ dê được khá nhiều người quan tâm và để ý đến, đặc biệt những bạn còn cô đơn lẻ bóng. Nam nữ tuổi này đều vượng đào hoa và thường xuyên được nhắc đến trong các buổi tụ tập cùng bạn bè, khả năng cao bạn sẽ gặp được người hợp ý với mình nhờ bạn bè hoặc người lớn tuổi giới thiệu. Nhiều người độc thân may mắn thoát được cuộc sống tẻ nhạt, thoải mái trong chuyện tìm hiểu đối tượng mới. Đây cũng là thẳng tốt lành cho việc cải thiện mọi quan hệ ruột thịt. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống. Thái độ tích cực này sẽ hòa giải được mọi hiểm khích, thù hằn và giúp bạn tìm lại hơi ẩm từ nửa kia. Tuy nhiên, nửa cuối tháng, những bạn có gia đình nên vững tâm vì dễ gặp sự can thiệp từ người thứ ba. Bạn không cần níu chân ai cả, chỉ cần giữ vững kinh tế của bản thân và cho chút vẻ bề ngoài, sống độc lập thì kẻ thứ ba sẽ không có cơ hội chèn vào. 4. Luận về phương diện sức khỏe Mặt sức khỏe của bản mệnh liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Còn giáp người tuổi mùi nên lưu ý hơn tới vấn đề về đường tiêu hóa, cố gắng tránh xa những sản phẩm gây kích ứng, đặc biệt là rượu bia ở ngoài hàng quảng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trẻ em rất dễ bị ốm đau trong những ngày thời tiết oi bức khó chịu nên tránh cho trẻ em trong gia đình đi ra ngoài trời nắng quá lâu, uống quá nhiều nước đã vì dễ ảnh hưởng tới đường hô hấp của trẻ nếu phải thường xuyên đi lại nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi các rắc rối xảy ra. Nữ mới học lái thì nên đi chậm không được hấp tấp, nhanh một giây nhưng chậm cả đời. Tốt nhất là nên nhờ người có tài lái cứng trở đi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi môi vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. 1 tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, mệnh kim. Năm sao kế đô, nữ sao Thái dương, khẩu quyết. Công việc có nhiều thử thách nhưng bạn sẽ vượt qua được. Quý nhân phù trợ, tuổi mạo, tuổi hài. Tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tuất màu sắc may mắn, màu tím, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, mệnh thủy. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết thái độ tiêu cực với cuộc sống hay suy nghĩ linh tinh. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi ngọ, tiểu nhân tuổi tuất, tuổi thân, màu sắc may mắn màu xanh lam, màu trắng. Ba, tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979, mệnh hỏa, nam sao la hầu, nữ sao kệ đô khẩu quyết. Tiền bạc dư dả nhưng làm ăn kinh doanh cẩn thận bị lừa. Quý nhân phù trợ tuổi hài tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sủ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu xám. 4. Tuổi tân mùi, sinh năm 1991, mệnh thổ, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, sức khỏe không ổn, đừng tham công tiếc việc. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. Năm tuổi quý môi sinh năm 2003 mệnh mộc. Năm sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, âm thầm chịu đựng mọi khó khăn, hiếm khi than vãn. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi mão, tiểu nhân tuổi sửu, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu đỏ, màu xanh. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân làm ăn cỏ dư, đi đường nên cẩn thận. Theo tử vi tháng 5 âm lịch cho biết, nguyệt lệnh lâm Quang đi cùng với nguyệt mã cực kỳ có lợi cho vận trình tháng mới của những ai sanh năm thân. Càng ngày, bạn sẽ càng cảm nhận được sự may mắn tìm tới với mình trong công danh sự nghiệp. Căn cử vào tử vi tháng 5 âm lịch cho biết, trong ánh mắt của những người xung quanh, con giáp người tuổi thân là con người đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và thường xuyên có ý tưởng tuyệt vời và giỏi giải quyết những vấn đề mà không ai làm được. Thẳng canh ngọ, trẻ thì học giỏi, thi cử đổ đạt, già thì thành danh và được nhiều người khen ngợi tung hô, kinh doanh cỏ lộc bề trên ban xuống, càng ngày càng chứng minh được năng lực bản thân. Tuy nhiên, do tỉnh hấp tấp nên đường sổ dễ gặp tai nạn gây tổn thương đến tử tri, nên đi lại hãy cẩn trọng một chút. Thi thoảng do thành công đến hơi nhanh nên người tụ thân có chút khoe khoang và tự phụ khiến cho nhiều kẻ ghen ăn tức ở, đem lòng đổ kỳ, muốn hãm hại, hạ bệ các bạn cần phải để ý đến điều này. Dù thẳng mợi có tốt đẹp đến đâu, người tụ thân vẫn nên giữ mình tâm thể chủ động và khiêm nhường, khó khăn, không trốn trại dũng cảm thể hiện tài năng bản thân thì mọi yên ổn trong cả tháng được. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Nguyệt lệnh làm quan giúp cho đường sổ gặp nhiều may mắn. Cần mẫn trong công việc làm ăn và thi cử thì vô cùng xuân sẻ, đổ đẹp như ý muốn cuộc sống, công việc ổn định, chắc chắn do con giáp này có tinh thần cầu tiến, độc lập, tự do, luôn tự chuẩn bị trước những công việc của mình và hiểm khi nhờ cậy vào người khác. Bạn không trông chờ đợi ai, không ghen tị với ai, không chê cười ai, âm thầm nỗ lực từng chút một vì thời gian này cực kỳ quan trọng với bạn. Để tuột mất thì tổn rất nhiều công sức để lấy lại. Đừng chán nản vì những khó khăn nhất thời, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu không tin, hãy nhìn lại, bạn đã vượt qua nhiều khó khăn mà không hề hay biết. Tháng 5 âm lịch này, chỉ cần cố gắng thêm một chút sẽ gặt hái được quả ngọt. Người làm công nhân viên chức thì đa tài đa nhiệm, việc gì đến tay bạn cũng giải quyết êm xôi. Các bạn học sinh và sinh viên thì lành lẹ trong tháng thi cử, không khéo, chăm chỉ nên làm việc mà các bạn được điểm cao trong kỳ thi sắp tới cũng là điều hiển nhiên. Ai phủ nhận thì đó là do họ đang ghen tị. Hai, luận về phương diện tài chính. Tài vận sáng rực rỡ là điều mà còn giáp này thấy rất tự hào nhất. Người làm ăn kinh doanh có khả năng nhìn nhận vấn đề khả nhạy bén nên dễ dàng nắm bắt được thời cơ trong khi đối thủ Đen mờ màng tìm hướng đi mới để cạnh tranh với bạn. Trời xanh có mắt, làm ăn có tâm thì ác sẽ có tâm. Những đồng tiền đổ vào vĩ của bạn trong tháng này không phải do phận may mà là do công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay và giờ là lúc tiền về để bảo đáp những sự nỗ lực của bạn. Đường sự nghiệp thăng tiến nên cơ hội dễ tăng lương, tăng thuận cũng cao hơn hẳn so với thời gian trước đó. Tuy nhiên, mức độ tăng tiến cũng không quá lớn, vẫn cần phải liệu cơm, gấp mắm. Cuối tháng, có điểm phải chi tiền cho việc trả trở bệnh tật hoặc đảm đinh liên tục nên đường sổ phải tiết kiệm và hạn chế ăn chơi. Muốn đi du lịch, ăn chơi xả lãng thì nên để tháng sau, tháng này chi tiêu hơi tốn. 3. Luận về phương diện, tình cảm, gia đạo bạn mòn và người ấy sẽ có những hành động bất ngờ để hâm nóng tình cảm đôi lửa, thể hiện tình cảm của mình với người ấy kịp thời. Nhiều người yêu đường trên lọt tuổi tác khá nhiều và nghe được những lời không mấy lọt tai từ thiên hạ. Điều này bạn nên làm lơ đi, mà sống vì thiên hạ đâu có nuôi được bạn ngày nào. Hạnh phúc là do bản thân cảm nhận và quyết định. Nếu bạn là một người yêu đương và chăm lo cho hạnh phúc của chính mình, bạn sẽ gặp được người hữu tình và biết cách trao tặng yêu thương trong thời gian tới. Hỏi độc thân không cần phải xúc sẵn làm gì cả. Nhưng nhắc nhở các bậc phụ huynh trẻ tuổi đang làm cha làm mẹ thì đừng nghiêm khắc quá mức. Đừng tạo ra nhiều áp lực học tập cho con cái, không so sánh con cái với bạn bè vì con cái của các bạn đang trong thời điểm nhạy cảm và cần được cha mẹ an ủi nhiều hơn thay vì trách móc. 4. Luận về phương diện sức khỏe Chắc chắn nhiều người tuổi thân sẽ thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ không được ngon giấc. Trong thẳng canh ngọ hay gặp ác mộng, đó là do bạn bị áp lực và thiểu chất, cần xem lại chế độ ăn ngủ của mình, đừng thức khuya nữa. Người nào có vấn đề về sườn khớp, bệnh tiền đình hoặc hay bị hoảng sợ thì không nên lái xe trong tháng 5 âm lịch này. Dễ bị và trạm giao thông, gây thiệt hại về kinh tế, tổn thương tử tri. Thực phẩm ăn uống hàng ngày cũng phải cẩn thận hết sức, bạn nên hạn chế ra ngoài hàng quảng nhậu nhẹt, tiệc tùng. Cơm nhà vẫn là ngon và an toàn nhất Nguy cơ người tuổi thân bị ngộ độc thực phẩm trong tháng 5 là rất cao nên hại lưu tâm. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Bình Thân, sinh năm 1956 mệnh Hỏa, nam sao Vân Hử, nữ sao La Hầu, khó quyết. Giảm từ bỏ những điều bạn chưa hài lòng về mình ở hiện tại. Quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi ngọ, màu sắc may mắn màu cam, màu nâu. 2. Tuổi màu thân, sinh năm 1968, mệnh thổ. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, ăn nổi khả khéo léo, công danh có điểm sáng. Quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu nâu, màu hồng. 3 tuổi canh thân, sinh năm 1980, mạnh mộc, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, trở vội tin vào những lời người khác kể lại cho bạn nghe. Quý nhân phù trợ tuổi hài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu trắng. 4. Tuổi nhâm thân, mệnh kim, nam sao phân ẩn, nữ sao la hầu, khẩu quyết, nhận được nhiều tình vui liên quan tới tiền tài. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu cam, màu be. Năm tuổi giáp thân, sinh năm 2004, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết trân trọng hạnh phúc của bản thân ở thời điểm hiện tại, không nên mưu cầu quá cao. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi hợi, tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của người tuổi giàu, điểm tiền mỏi tay, làm ăn ngon lành. Tháng 5 âm lịch nhờ cỏ các tình thiền đức sẽ đem tới nhiều may mắn tuyệt vời cho những chủ ga trong công việc cũng như tiền bạc tháng mới, những chú gà gặp ảnh hưởng từ nguyệt lệnh để vườn nên có nhiều sự thay đổi đỏ đến bất ngờ. Bạn chân diện và quan tâm tới bản thân hơn hẳn. Mọi thành công đều đen ở thời điểm đỉnh cao, bạn tỏa sáng ở những nơi bạn bước đến. Bên cạnh đó, thiên đức các tinh sẽ đem tới nhiều may mắn tuyệt vời cho người tuổi giàu trong công việc cũng như tài lộc. Tháng này nổi bật bởi những thành tích tuyệt vời và những lần tiền đến tuổi của người tuổi Dậu một cách ồ ạt, chỉ có tiền mới khiến bạn mới vui vẻ trở lại. Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng canh ngọ, bạn sẽ thoải mái trong công việc vì nhận được sự giúp đỡ thường xuyên từ đồng nghiệp và nhiều người tốt bụng sẽ đến để truyền kinh nghiệm cho bạn. Dẫu phát huy hết khả năng của mình, không chỉ cải thiện hiệu suất làm việc mà còn cải thiện sự tự tin bản thân trong mọi mặt của cuộc sống, nhưng đừng phô trương bản thân quá mức, coi trừng, mất lọc. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của người tuổi Dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp những ai muốn khởi nghiệp sẽ có cơ hội tìm được những đối tác cũng như chỉ hướng hoặc những nhà tài trợ sẵn sàng hỗ trợ bạn khởi nghiệp suôn sẻ trong tháng canh ngọ. Bạn có thể tìm kiếm lời khuyên từ đồng nghiệp có kinh nghiệm trong công việc. Khi làm việc chung với người khác, bạn phải phân định rõ ràng mọi việc và cẩn thận để tránh những tổn thất cho bản thân. Nếu công việc của bạn xuân sẻ, có thể sẽ có cơ hội tăng lương hoặc thăng chức bất ngờ. Tiên thượng nóng nằm ngoài dự kiến. Nếu bạn chăm chỉ, sự chăm chỉ của bạn sẽ không trở nên vô ích. Người tuổi giàu cứ mạnh dạn đầu tư vào thời gian này, công sức, công việc hiện tại. Bởi đây là thời điểm vàng giúp bạn của phước lại những tổn thất trong công việc của mình trước đó. Càng ngày, bạn càng nổi bật và ủ tủ trong mắt người khác kinh doanh cũng thuận lợi nhưng không đến mức xuất sắc ai có ý định hung hạp vốn làm ăn chung thỉnh bàn thờ ông địa hoặc xin lọc buôn bản sang nhượng mặt bằng nên xem ngày đẹp để tiến hành trong tháng nay thời tiết tuy oi bức nhưng không thể cản trở sự phát triển của những chủ ga việc thi cự xuất ngoài hoặc thay đổi chức vụ sẽ được bề trên che chở bạn đừng lo lắng thái quá luận về phương diện tài chính. Dù người tuổi dậu là danh nhân hay người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có được những thành tựu tốt đẹp. Tha chủ động hơn là thụ động trong tháng này. Tốt hơn hết, bạn nên chủ động trong mọi việc. Điều này sẽ có lợi cho bạn hơn trong chuyện tiền bạc. Nếu số tiền của bạn kiếm được ở thời điểm hiện tại đủ ăn, đủ tiêu, thì nên biết hài lòng với điều đó. Tháng canh ngọ, tuy tốt cho tài lộc nhưng không tốt cho những người tham công tiếc việc kiếm tiền một cách mù quản bóc lột sức lao động của bản thân. Áp lực tài chính không quá lớn nên người tuổi này có thể ung dung chạy theo những kế hoạch kiếm tiền và tiêu tiền theo đúng sở thích, lý tưởng của bản thân thay vì lao động quả sức. Cuối tháng 5, vận may của bạn vẫn không hề bị đuối. Vẫn đang trên đà khởi sắc. Nỗ lực làm việc của con giáp này sẽ đem lại viễn cảnh tư sản trong tương lai. Tháng 5 âm lịch thích hợp để đầu tư vào đất đai, nhà cửa, con cải, tích lũy vàng. Nên nếu có tiền như, bạn có thể cân nhắc đến những việc này. Từng đường đi nước bước của bạn sẽ có quý nhân dõi theo và giúp đỡ. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng này dự báo các cặp đôi trân trọng hạnh phúc hiện tại nên mối quan hệ ngày càng khẳng kích. Gia đạo yên ẩm, có thể có tin vui về chuyện con cái. Tuy nhiên, hỏi độc thân thì lại không may mắn như vậy. Ảnh hưởng của môi trường xung quanh khiến bạn trưng diện hơn mọi ngày và thường xuyên tốt ra vẻ lạnh lùng khiến người khác vô tình ghét bạn. Vì thế, những chú gà rất dễ bị người khác giới từ chối hoặc hiểu lầm khi đi hẹn hò cùng nhau. Nữ người xanh năm dậu bị người khác đánh giá là đào hoa và thiểu ổn định trong tháng này. Càng về cuối tháng thì bạn càng trở nên nóng nảy, cảo gắt với những người xung quanh, hàng xóm, gia đình không thích thái độ này của bạn cho lắm. Tổn thương do những lời nói vô tình gây ra có thể phá hủy hạnh phúc, hình ảnh tốt đẹp của bạn đang có. Hãy suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi phát ngôn, đừng vì một chút bốc đồng mà nói ra những lời không nên nói. Bộn, luận về phương diện sức khỏe. Còn giáp này, về phương diện sức khỏe dễ bị ảnh hưởng của thời tiết hay đau đầu, đau nhức xương khớp, bệnh ngoài da, dị ứng thực phẩm hoặc bị phổi tổn thương do hết phải những chất độc hại, bụi mịn quá nhiều. Ngoài ra, do ảnh hưởng áp lực cuộc sống mà tinh thần của bản mệnh thường xuyên căng thẳng, ăn ngủ ngủ nghỉ không được điều độ, Ngày buồn ngủ mà đêm lại thức hay gặp ác mộng ngủ nửa giấc là có chuyện thường xuyên xảy ra. Nhiều người rõ ràng là ăn uống rất đúng bữa và ngủ từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không hiểu sao ban ngày vẫn buồn ngủ. Đó là do bạn ít vận động và căng thẳng tâm lý. Nếu được rủ đi chơi hoặc có tiệc trong tháng, bạn nên tham gia để cải thiện lại tình trạng này cẩm nang phượng phận cho từng tuổi dậu vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi tinh Dậu, sinh năm 1957, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nợ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, tâm lý không được ổn định, thường xuyên cảm thấy bất an. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thân, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu cam, màu hồng. 2 tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, mệnh thổ. Nam sao thổ tú, nữ sao phân hưởng khẩu quyết. Tài chính khởi sắc gặp may mắn về tiền của. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi mão, tiểu nhân tuổi thân, tuổi ngọ, màu sắc may mắn màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, mệnh mộc. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết mọi chuyện đều đang theo hướng tốt, trở lo nghĩ nhiều. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi hợi, tiểu nhân tuổi tý, tuổi mão, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh lam. 4. tuổi quỷ giàu sinh năm 1993 mệnh kim, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ khẩu quyết, tính cách hòa nhã, dễ làm ăn buôn bản được lòng khách hàng. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu nâu, màu tím. năm Tuổi ất dậu sinh năm 2005, hoành thủy, nam sao thổ tủ, nữ sao vân hận khẩu quyết cần giữ gìn sức khỏe đừng ham leo treo đừng chơi vỡ lửa quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi tỵ tiểu nhân tuổi thìn tuổi sửu màu sắc may mắn màu nâu màu đen Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của người tuổi Tuất đã nghèo mà còn mắc cái eo. Tháng 5 âm lịch cho biết Bạch Hổ hung tinh nhắc nhở những người sanh năm Tuất cần phải quan tâm hơn tới sức khỏe thể chất và tinh thần bản thân. Tháng canh ngọ, người tuổi Tuất có vẻ như không có sức sống nhiều như tháng trước, bạn mệt mỏi và thường xuyên rơi vào trạng thái bất định, tâm hồn treo ngược cành cây và không có hướng đi cụ thể do ảnh hưởng từ nguyệt lệnh lâm suy. Hung tin Bạch Hổ nhắc nhở người, tuổi này cần phải quan tâm hơn tới sức khỏe thể chất, tinh thần bản thân, dù đi đâu, làm gì cũng nên nghĩ cho mình nhiều một chút. Đừng vì một chút lợi ích nhỏ mà đánh đổi sức khỏe. Công việc nên lượng sức mình, đừng ôm đầm mệt mỏi, giảm hiệu quả công việc khiển cấp trên, buông lời khó nghe, khiển trách bạn. Tiền bạc cũng chỉ kiếm vừa đủ thôi, vì có cố gắng kiếm tiền thì cũng trôi tuột hết trong tháng này, bạn chi tiêu cực nhiều. Mọi thứ cần bình tĩnh tiến hành, tục chốc, bất đạt, chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh suy kiệt trong những ngày Nắng nóng oi bức, nhiều người dễ bị sốc nhiệt ảnh hưởng tới cơ thể. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng canh ngọ nhắc nhở đường sổ đừng để đồng tiền giấc mũi mà hành động thiểu lý trí. Mọi việc lại an ổn làm gốc cần tự hài lòng với bản thân, tránh xa đà bất lợi coi trừng làm đổ bể hết công sức bản thân gây dựng bấy lâu nay. Càng về của tháng công việc, càng hay gặp nhiều trở ngại, đôi hỏi con giáp này phải hết sức bình tĩnh đối phó, tuyệt đối không được liều lĩnh, mạo hiểm, vì bạn cực dễ xa vào lưới của tiểu nhân dâng ra để hạ bể bạn. Người tuổi tuốt vốn là con giáp nghe thẳng, hiếm khi nịnh nọt người khác để đạt được mục đích của bản thân. Bạn luôn nỗ lực vươn lên để gây dựng cơ nghiệp giúp đỡ gia đình có tỉnh độc lập từ bé. Tuy nhiên, sự thẳng thẳng của bạn đôi khi lại vô tình đắc tội với người khác khiến bản thân gặp bất lợi trong công việc. Tháng này, nếu bất bình thì nên bình tĩnh xem xét hoặc im lặng chờ thời cơ rồi hẳn đứng lên đấu tranh, nóng vội không giải quyết được việc gì cả tháng này thích hợp với những công việc bàn giấy, kỹ thuật, điện tử, máy móc. Bạn có thể mưu lược tỉnh toán đường đi nước bước cho bản thân, cống hiến hết mình cho công việc hiện tại. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng canh ngọ chưa kịp mừng vì tài lộc tháng trước đã dần ổn định lại một phần thì đã tuột một phần xuống hổ sâu. Người tuổi tuốt có nguy cơ bị sụt giảm thu nhập do không để đảm đương hết công việc của mình hoặc do chính sách cắt giảm nhân sự của công ty. Tội tuốt bận rộn vì nhiều mỗi quan tâm khác nên có phần bỏ bê chuyện kiếm tiền. Dù biết rằng tiền bạc cực kỳ quan trọng nhưng bạn vẫn còn rất nhiều vấn đề khác phải lo nên không thể dồn sức cài cuốc nên ví tiền hào hụt là chuyện rất bình thường. Quan cảnh cũng éo le lại gặp xuôi nên người tuổi tuốt gặp phải những chuyện vặt vô cùng ngỡ ngẩn khiến bản thân mất tiền trong tháng năm âm lịch như vi phạm luật giao thông, bị tắt đường, đi làm trễ hoặc bị khách hàng hủy đơn đột ngột. Nhiều người còn phải cho người thân vay tiền lo việc quan trọng. Không cho thì không được nên bạn vô cùng ái nái và khó chịu. Họ chỉ biết vay tiền của bạn chứ không nghĩ cho hoàn cảnh của bạn hiện tại. Nguyệt lệnh Nam Suy cũng nhắc nhở người tuổi tuất tháng này hạn chế cho người khác mượn xe, mượn giấy tờ vì khả năng cao sau này hai bên sẽ cãi nhau. Tệ hơn là lòi nhau ra tòa kiện cáo, đôi khi kêu kiệt một chút cũng là cách để bảo vệ bản thân. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Người độc thân dễ tìm thấy được cơ hội tốt để tiếp cận với nhiều người khác phải, nhất là các bạn độc thân. Tuy nhiên, những người đã kết hôn thì tháng này cho thấy tình cảm vợ chồng không được thấm thiết cho lắm do cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt. Đôi khi chỉ vì những vấn đề còn còn trong cuộc sống mà đôi bên sinh ra cãi nhau, không ai chịu nhịn ai một tiếng, khiến cho không khí gia đình trở nên nặng nề khó chịu nữ mạng sinh năm tuất đảm đang, giỏi giang có thể lo trù toàn mọi việc cho gia đình nên cả hai bên nội ngoài, không ai trách móc được bạn vấn đề liên quan tới con cái chủ yếu là nhờ vào tay bạn lo hết nam mệnh thì lo xa và bất định nhưng may mắn được gia đình đứng sau làm điểm tựa nên bạn may mắn tránh được những việc như bị bạn bè lừa gạt xa đà vào những thú vui vô bổ bốn luận về phương diện sức khỏe chỉ là sức khỏe không được tốt cho lắm ra đường cẩn thận hòa xe cộ và chạm hoặc vi phạm luật giao thông khiển tiền bạc trôi đi nhanh hung tinh bạch hổ mang tới tiềm bảo về hòa huyết quang ma chay hao tổn tinh thần nên người tụ tuất phải cẩn thận hết sức đặc biệt là những người đang ốm yếu nằm một chỗ lâu ngày hoặc phụ nữ sắp sinh nở cẩn thận vẫn hơn. Những người làm công việc trong môi trường xây dựng nguy hiểm hoặc lái xe đường dài nên cẩn thận từng chút một. Mặc đồ bảo hộ lao động đầy đủ và không nhận những nhiệm vụ quá mạo hiểm khi bản thân chưa có kinh nghiệm, dù thù lao có cao tới đâu đi nữa. Tháng 5 âm lịch khuyến cáo người tuổi tuốt an phần thủ thương ở nhà tỉnh dưỡng sau những giờ làm việc căng thẳng và hạn chế mạo hiểm bất chấp vì đồng tiền. Tỉnh mạng là trên hết. Còn người là con của, đừng tham công, tiếc việc. Cẩm nang vận vận cho từng tuổi tước vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, mệnh mộc. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, chăm chỉ cài cuốc nhưng không tích lũy được bao nhiêu. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu nâu. 2. tuổi cành tuất, sinh năm 1970 mệnh kim, năm sao la hầu, nợ sao kẻ đô, khẩu khuyết, thường xuyên xích mích với người khác. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu vàng, màu trắng. 3. tuổi nhằm tuất, sinh năm 1982 mệnh thủy năm sao kế đô nửa sao thái dương khẩu quyết có năng lực tốt nhưng chưa biết tận dụng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi hợi tiểu nhân tuổi dần tuổi thân màu sắc may mắn màu xám màu xanh lục 4. tuổi giáp tuất sinh năm 1994 mệnh hỏa năm sao thái bạch nửa sao thái âm khẩu quyết tình hình sức khỏe cũng bị áp lực công việc tiền bạc mà xa xúc. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi dậu, tiểu nhân tuổi sậu, tuổi thân, màu sắc may mắn màu cam, màu trắng. Năm tuổi bính tuất sinh năm 2006 mệnh thổ nam sao la hầu nữ sao kế đô khẩu quyết ngủ không ngon thường xuyên lo nghĩ những chuyện không đâu quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tiểu nhân, tuổi môi, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của người tuổi hợi có tiền nhưng không phôi nổi. Tử vi tháng 5 âm lịch chữ bỏng, người tuổi hợi vất vả nhiều phần, bạn phải bồn ba, lo âu vì đủ vấn đề trong cuộc sống khiến bản thân suy nhược tháng nay bạn phải bôn ba lo âu độ vấn đề. Nguyệt lệnh làm bệnh còn khiến cho con giáp người tuổi hài ăn ngủ không điều đặn, thường xuyên bị tiền đình, mệt mỏi do thiểu ngủ. Bạn thích được ở môi trường cô lập, không thích bị người khác hỏi hen làm phiền quá nhiều. Con giáp này thích hợp để phát triển trong môi trường yên tĩnh, nên nhu cầu không muốn giao lưu quá nhiều với những người xung quanh cũng là điều rất bình thường. May mắn là có các tình tử vi soi chiếu nên những chủ heo vẫn có những thành tựu nhất định trong công việc cũng như học tập. Mọi việc đều diễn ra một cách trọn vẹn và bạn cảm thấy hài lòng vì những gì mà bạn đã làm được. Không hiểu, không biết vì sao mà tháng năm âm lịch trở đi, con người bạn dần ít quan tâm tới mấy chuyện tầm phao bên ngoài xã hội. Có biết cũng vẫn vui vẻ, lạc quan không chìm trong cảm giác buồn rầu ủ rũ nữa. Cuộc sống của người tuổi hoài sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn không quan tâm những thị phi xung quanh và khinh thường ánh mắt thiên hạ phản xét về cuộc sống của mình. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi hoài luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp, nhờ cỏ các tình trợ lực nên công việc của người tuổi hợi trong tháng này vô cùng tốt đẹp. Bạn có duyên lành gặp gỡ được những người có tầm nhìn xa, cùng chỉ hưởng, trùng vỗng góp sức làm ăn. Tháng 5, thiên thời địa lợi, dẫu có đôi trước vất vả thì bạn vẫn sẵn sàng đương đầu và gặt hải thành công. Vì điều này mà cấp trên khá ngưỡng mộ bạn, đang nhắm cho bạn một vị trí tốt. Người có tài chẳng cần nói nhiều, chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới hay khoe khoang thể hiện. Người tuổi hại cử âm thầm cố gắng nỗ lực từng ngày và không muốn khoe khoang cho thiên hạ thấy. Còn những kẻ truyền ghen ăn tức ở thì mới hay khoe trước mặt bạn vì sợ thua kém bạn. Khoảng thời gian từ giữa tháng tới cuối tháng 5 âm lịch là thời kỳ đỉnh cao của đường sổ. Người tuổi nội hoàn toàn có thể tin vào vận may bản thân. Nếu muốn làm việc lớn, hãy làm trong thời điểm này. Đây cũng là tháng có lợi cho danh tiếng, quyền lực, chức vụ, kinh doanh của bạn. Nhiều người vẫn rụt rè chưa giảm hành động, nhưng nhắc nhở bạn nếu còn chần chờ ngày nào là đánh mất cơ hội ngày đó. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng này cho biết mặt tiền bạc ổn định, hứa hẹn một tương lai tươi sản nếu như bạn đầu tư làm ăn riêng cùng với bạn bè trong thời gian này. Tuy nhiên, đôi khi tinh thần của người tuổi hại không được ổn cho lắm, sức khỏe hơi kém nên sức kiểm tiền bị giảm sút so với tháng trước, bạn cần bồi bổ cho bản thân nhiều hơn để có sức cài cuốc kiểm thêm tiền. Người làm kinh doanh có thể sẽ giàu nhưng cũng phải chú ý tới việc bị lừa lọc. Không được tình này quả đà coi chừng bị dính những người thân quen qua mặt mà không hề hay biết. May mắn là công việc tài trái cũng thuận lợi nên bạn có nhiều khoản tiền để xoay sở trong lúc khó khăn. Chỉ là chi tiêu còn chưa hợp lý nên phải sắp xếp lại càng sớm càng tốt, nhất là những ngày giữa tháng. Bạn sẽ đạt được những kết quả khả quan trong sự nghiệp của mình, nhận được sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực trong quá khứ của mình. Đừng cho phép bất cứ ai qua mặt bạn trong chuyện tiền bạc vì họ không đủ đẳng cấp để làm điều đó. Tiền mồ hôi công sức bạn bỏ ra đừng cho vay hay quyết định vội vàng. 3. Luận về phương diện tình cảm cha đạo. Các cặp đôi có xu hướng bỏ bê nhau vì bận rộn với sự nghiệp hoặc gia đình. Còn giáp này và người ấy nên thường xuyên hẹn hò lãng mạn để hâm nóng mối quan hệ của cả hai. Trong tháng, nếu có các buổi gặp mặt bạn bè ăn uống thì nữ mệnh sanh năm hợi phải cẩn thận với những lời nói của mình và đừng để tính cách vững bệnh của mình làm hỏng bầu không khí vui vẻ. Hãy nghĩ cho bản thân hoặc nửa kia một chút. Nam mạng tuổi này có tư tưởng an phận, không muốn tranh đoạt với người khác nên rất dễ bị kẻ khác cướp mất mỗi lương duyên tốt lành. Bạn nên chủ động hơn trong chuyện yêu đương và hạn chế việc đi xem mắt quá nhiều người cùng một lúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng này cho biết nguyệt lệnh lâm bệnh có nói rằng bạn ốm đau liên miên, ra vào bệnh viện, khám thường xuyên. Hơn trước, tiền làm ra chủ yếu để nộp cho bác sĩ. Tâm trạng của bạn cũng sẽ trở nên bất ổn theo thăng trầm của vận mệnh. Bạn dễ cảm thấy lo lắng và nổi nóng. Hãy chú ý điều tiết cảm xúc và tránh căng thẳng quá mức nếu không về lâu về dài sẽ gây tổn hại tới sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Bạn dễ bị mất tập trung do thiếu ngủ, suy nghĩ quá nhiều nên ra ngoài còn phải chú ý hơn tới các phương diện xung quanh người lái xe nên cảnh giác và lái xe cẩn thận, đừng ngẫu Nhà có trẻ em nên để mắt tới trẻ nhiều hơn, cố gắng tránh xa các vật sắc nhọn, nước nóng, xe cộ, sông nước. Cẩm nang vững vận cho từng tuổi hại vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi trinh hại, mệnh thổ, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Thảo phát hơn người, lúc nào cũng muốn nhanh xong việc, quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thân tiểu nhân tuổi tốt tuổi tỵ màu sắc may mắn màu nâu màu vàng hai tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 mạnh mộc nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức khỏi quyết cẩn thận phận hơn nhất là trong vấn đề tiền bạc quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi dân tiểu nhân tuổi ngọ tuổi dậu màu sắc may mắn màu hồng đậm màu vàng ba tuổi Tân Hải sinh năm 1971, mệnh Kim, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Luôn giữ kính bí mật về tiền bạc, công việc, gia đình, không thích đem chuyện, làm, qua. Quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi tuốt, tiểu nhân, tuổi mạo, tuổi sủ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. 4. Tuổi quý Hải, sinh năm 1983, mệnh Thủy, Năm sao phân hận, nữ sao la hầu, khẩu quyết, trở nên tin theo lời bạn bè nói ra. Nhiều người đen cổ hại bạn. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi sủ, màu sắc may mắn, màu xanh lục, màu cam. Năm, tuổi ất hợi sinh năm 1995, mệnh hỏa, năm sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Chú ý vấn đề sức khỏe, Nam mạng, nữ mạng đều phải cẩn thận, đừng tiếc tiền đi chữa bệnh. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tuốt, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng.